tướng mới Bria được Riot hé lộ thông qua phim ngắn của Valorant. Đầu năm nay, Riot đã chính thức công bố kế hoạch ra mắt tướng của mình. Theo đó, Riot sẽ ra mắt 4 tướng trong mùa giải năm nay với lối chơi vô cùng độc đáo, mang tới trải nghiệm thú vị hơn cho người chơi. Trong nửa đầu mùa giải 2023, Riot đã mang đến 2 trong số 4 tướng, đó là Milio và Naafiri. Thế nhưng gần đây, cộng đồng đang tỏ ra vô cùng thích thú khi Riot vô tình hé lộ một vài thông tin ngoại hình của nữ tướng mới có tên Bria thông qua tựa game Valorant. Cụ thể hơn, Riot đã trình làng phim ngắn Unmade để ra mắt đặc vụ mới nhất của Valorant là Deadlock. Tuy nhiên trong video, mọi người cũng tìm được một chi tiết vô cùng đặc biệt. Nó được hé lộ ở một phân cảnh nhỏ, thời điểm đội Deadlock đang tìm kiếm thông tin. Và ở góc phải màn hình xuất hiện một tệp tài liệu chứa thông tin của tướng mới có tên Bria. Sau cùng có thể nói, điều này tương tự cách Zeri được ra mắt trước đây, khi cả Zeri và đặc vụ Nian đều được Riot phát hành trong Liên minh và Valorant cùng thời điểm. Đặc biệt hơn, tướng Bria cũng đang được tạo ra bởi Riot August, người thiết kế Zeri và Nian. Vì vậy, có khả năng chúng ta sẽ thấy một phiên bản khác của Bria trong Valorant mà Riot sẽ tiết lộ trong thời gian tới. Hiện vẫn chưa có nhiều thông tin về Bria. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Riot, tướng này sẽ mang ngoại hình là một ma cà rồng đầu tiên của Liên minh và rất có thể sẽ đến từ vùng đất Noxus. Theo dự đoán, Bria sẽ ra mắt vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay.